Ê, 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 đi đâu? Lùi ra, đừng xê ra. Bây giờ thân quen hay họ hàng đứng tối thiểu cách nhau 2 mét. Mà này, các chị chỉ biết khóc thôi à? Bây giờ lo cho bố, không lo cho mình à? Đeo cái khẩu trang vào. Bác ơi, bố cháu có sao không ạ? Ba ơi. Yên tâm, biểu hiện lâm sàng của bố các cháu chỉ là cảm xúc thông thường thôi mà. Thôi, thế mà làm tốn bao nhiêu nước mắt của hai bà chị cháu đấy bác ạ. Nhưng trong thời điểm hiện tại cũng nên thận trọng, nhưng cũng đừng nên quá sợ hãi. Người nhiễm Covid-19 khi có những biểu hiện lâm sàng khá đặc trưng như ho khan, mũi họng khô, sốt cao, tức ngực, khó thở nhiều. Nhưng chú nhắc lại, họ rất ít khi hắt xì hơi, chảy nước mũi miệng, cũng như đau nhức cơ thể toàn thân. Ôi, mày thế, bố cháu lại vừa hắt xì hơi vừa đau nhức toàn thân bác ạ. Lại còn nước mũi lòng thòng nữa chứ, chưa bao giờ lòng thòng nước mũi mà đáng yêu thế. Bố cháu chỉ là ảnh hưởng do thời tiết thay đổi lúc giao mùa thôi, cẩn thận một chút là được mà. Nhưng mà không được chủ quan đúng không bác? Đúng. Đấy, thấy chưa, đỡ lo chưa? Cảm ơn bác sĩ ạ. Lành quá lành quạnh, luẩn qua luẩn quẩn. Đi lang thang trong sân, có anh cần. Na na na. Ai chà, khoa gà nhắn tin này, quan tâm thế nhỉ. Khuyến cáo từ bác sĩ tâm lý, trong thời gian ở nhà tự cách ly, việc bắt chuyện với cây cối, động vật hay bắt đĩa là việc hoàn toàn bình thường vì ai cũng có nhu cầu giao tiếp. Chúng mày nghe được chưa? Nghe rõ chưa? Hey. Tuy nhiên, nếu như bạn làm như thế thật thì hãy đến bệnh viện tâm thần. Bố cái thằng quả gà, đã buồn thì chớ. Kilo con ơi. Chị bạn à. Cách xa 3 mét. Làm gì mà cẩn thận thế? Các cụ bảo rồi, cẩn tắc vô áy náy, quân tử thì phòng thân, tiểu nhân thì phòng bị gậy. Với lại em lo cho chị với cả cu muối thôi. Đúng, ông đứng xa thế á, có hắt xì 30 cái chả làm sao. Tôi mua đồ ăn cho ông đây này. Mà ông cách ly thế này thì quán xá ai trông? Nhờ hồng phúc của thằng Quất, quán cà phê kilogram của em bây giờ đã bị cách ly và đang khử trùng kia kìa. Nghĩ mà nẫu hết cả ruột, đang phải ở nhà nói chuyện với cả bàn ghế. Thế chúng nó có trả lời lại không? Chị. Chị đùa. Thôi cố gắng, chả mấy đâu. Hôm nay chị mua thịt, cá, trứng, mì tôm này, đủ cả nhá. Còn có cả cam đây này, nhớ vắt nước uống để tăng sức đề kháng như chưa? Vâng, em cảm ơn chị nhá. Của em hết bao tiền đấy. Thôi, tiền nong gì, về đây. Em cảm ơn nhá. Lập lá thế chứ lị. Hello bố. Ok. Thôi em đừng nói gì nữa, không bố lại nghĩ ngợi đấy. Bố cứ làm sao ấy, bác sĩ đã bảo là chả làm sao rồi, bày đặt cách ly. Xem tin tức thì cứ nghĩ chuyện ở đâu ấy.